Diệu Hoàng xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay có sự hiện diện của thượng tọa thượng tọa thích thiện tài, ngài là trụ trì chùa Phật Quang ở Fairview Sacramento và sự hiện diện của ngài hôm nay sẽ chia sẻ với chúng ta về những giáo pháp căn bản của đạo Phật và qua sự chia sẻ này Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý vị một cái nhìn cụ thể hơn và rõ ràng hơn về Phật giáo. và A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy ạ. À. Dạ, thưa thầy, thì hôm tuần vừa rồi chúng ta cũng đã chia sẻ với quý vị khán thính giả về phiền não và để tiếp nối cho chương trình lần trước thì hôm nay xin thầy tiếp tục chia sẻ với chúng con về ý nghĩa và những cái loại phiền não mà tiếp tiếp nối cho chương trình vừa rồi thưa thầy. À, kính chào tới tất cả quý thiện hữu tri thức, nhân sĩ tri thức và đồng hương Phật tử trên khắp thế giới cũng như hiện tại xem qua cái chương trình của truyền hình IBC thì kỳ tuần rồi thì tôi đang đi ngang cái quý vị thắc mắc và hỏi về cái phiền não thì tôi đang nói tới cái căn bản phiền não chứ gì căn bản chỉ căn bản là cội gốc cái cội gốc gốc phiền não căn bản của gốc phiền não đó là tham sân si mạng nghi và ác kiến đó thì nghi á, cái chữ nghi này nó làm cho con người phiền não lắm. Ăn không được, ngủ không yên. Mà nhà Phật thì đoạn trừ, biểu, biểu diệt nghi thì hết phiền não. Tại vì Đức Phật nói rất rõ, cái người ác mà hại cái người hiền đó, thì giống như cầm đuốc đốt, đốt trời. Cho nên nói câu là... Um, quán ác ngôn thị công đức thử tác thành ngôn thiện tri thức hãy xem cái người mà nói những cái lời nói ác á thì những người đó coi chừng là thiện tri thức của ta đó à, họ làm cho ta có một sức mạnh cho nên uh, nghe những cái lời đó thì chư phật lại dạy là ngã văn khắp tự ẩm cam lộ khi mà người đệ tử Phật nghe những lời mà người ta nói ác á, người ta phỉ nhổ, người ta công kích, người ta nói nặng mình, biêu xấu mình á, nếu mà mình giữ được cái tâm mình bình tĩnh rồi đó, thì giống như là mình uống nước chanh đường vào buổi nóng, ví dụ nóng nhưng mà có ly nước chanh đường uống, đi uh, lên ly, ly, ly ừ. trái, nước trái cây uống thì nó rất là mát. Như vậy thì nó sẽ làm cho mình tiêu dung đốn ngọt, đốn nhập bất tư nghị, tự động nó xóa mờ nó tự động nó mất những cái người mà làm ác á những người mà mà nghi ngờ những người mà tạo những cái 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 điều không lành á, tự động họ âm thầm họ rút lui à bởi vì cái cái đúng lúc nào nó cũng phải trên nên nó không thể nào nó ở dưới cái cái sai được à, tuy nhiên thì cái bộ mặt thực tế á những người mà ta, ta trí thức á người ta ít nói lắm cho nên khi mà tôi ở cái trường hạ của chùa chùa diệu pháp này đó tôi thấy cái hạnh của hòa thượng viên lý là cái người mà lãnh đạo của giáo hội và đồng thời là người chủ gọi là chủ hương quá chủ trường hạ đó bà thượng lúc nào cũng quan hỷ lúc nào cũng gặp tăng chúng là hòa thượng à, à, tối qua có khỏe không ăn uống có no đủ không rồi có cái điều gì mà tâm không yên không nghĩa là tự nhiên những cái lòng mình giàu có thì nữa, nó cũng tự động nó biến mất nữa nhưng mà thật sự không có nhưng mà không có thì nó lại tăng trưởng cái niềm quan hỷ đó là tôi ở đây tôi học được cái bài học đó như vậy thì khi tôi thấy rằng đức Phật dạy cái chủ nghi ngờ đó, mình nên đừng có đừng có đoán tiên đoán một cái điều gì của người đối phương hết đó, thì mình khỏe mà mình lúc nào mình cũng nghĩ là người đó là bạn lành của ta, là người tốt của ta. Thì như vậy thì mình vượt qua được cái nghi ngờ thì chắc chắn mình đã đoạn được cái cái phiền não rồi. Dạ rồi. đúng rồi, thí dụ như người nào mới nói mình một câu mình nghĩ cha người ta có ý gì không? Vậy là cái mình tự mua cái phiền khổ à, vào tự tự trong mình lòng, mua mình rồi, khổ trong lòng mình rồi mình ăn không được ngủ không yên. <laughs> Cho nên uh, tổ vệ Năng dạy hay lắm. Tổ nói thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. <laughs> Học bài pháp nè <laughs> học Phật pháp và nắm những cái yếu chỉ căn bản rồi đó cô thấy không cái lầm mình nó nhẹ lắm thành ra đạo Phật là cái đạo đi vào đời sống thực tế của chúng sanh là như vậy rồi bây giờ tới cái phiền não thứ sáu cái căn bản phiền não đó là ác kiến ác kiến đó thì nó là đại diện cho năm cái thứ ác kiến là nó là đại diện cho năm cái 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 thứ kiến đó rồi một là thân kiến Thân kiến có nghĩa là mình thấy cái thân mình thiệt quá đi Mình chấp nó thiệt nhưng mà thật sự cái thân này đâu có gì đâu thiệt đâu Thân này không có gì thiệt á, nó là, nó là duyên là là mình thấy mình à, thấy, thấy thấy thiệt cho nên mình ai mà đụng tới mình cái mình đau khổ mình này kia rồi mình dằn giận Vì mình thấy mình thiệt cho nên mình tự chuốc cái khổ cho mình Ví dụ như giờ cô rất là xinh đẹp như thế này nè Nhưng một cái người nào đối phương với cô mà không có không thích cô Ồ sao năm nay thấy bà già bà xấu quá <laughs> tự nhiên sao <laughs> À, cái tự nhiên là nó không thiệt mà mình lại chấp tưởng nó cái lời nói đó là thiệt yeah. thế thì mình về cái tối ngày cái âu sò buồn tự mình làm khổ mình ví dụ vậy chứ thật sự ra rõ ràng có hàng ngày có ờ, tôi thật rằng rõ ràng là tôi vẫn còn Tôi vui, tôi vẫn lòng của tôi vẫn còn quan hỷ, vẫn còn biết yêu đời, vẫn còn sống tốt với cuộc đời. Thì tôi đâu có cái chuyện gì mà tôi phải sầu, phải não, mà tôi buồn, tôi khổ, tôi xấu đâu. mà ta, ta không, ta có một cái điều gì đó hoặc là ganh tị nghề nghiệp, hoặc là ganh tị nhan sắc, hoặc gì đó trên cuộc đời mà nó mâu thuẫn. Rồi, rồi là thân kiến. Rồi thí dụ thứ hai là biên kiến. Từ ác kiến mà nó có nảy sinh ra biên kiến. Biên kiến là mình chấp một bên. Một bên, là sao? Tôi chấp một bên là có nhiều khi mình chấp cái này có rồi có khi mình thấy cái cái này không đó là chấp một bên rồi có khi chấp cái này là thường còn có khi chấp này nó sẽ mất đoạn mất mà đối với nhà phật đó thì bởi có một thầy hỏi tôi chứ tại bên mỹ này họ xài dép chino không mà tại sao phật có khi có khi không không phải phật không có phải bao phải nhưng mà tại vì Đức Phật muốn con người nhìn kỹ cuộc đời, nhìn kỹ các pháp rồi sống với cái trung đạo. Trung đạo là con người đừng có chấp. Hai con người mà còn chấp hai đầu là còn khổ. Chứ không phải là là lấy cái so sánh giữa có không của nhà Phật mà đi so sánh với cái zeno của, <laughs> của của người Mỹ không phải. Mà cái chuyện có không của nhà Phật đó là sống với cái lý trung đạo. Bởi vì cuộc đời này làm sao nói nó có được? mà làm sao nó nó không được. Nếu nó có thì làm gì mình có mặt ngày hôm nay? Bởi vì nếu nó có nó còn hoài thì làm gì có ông ngoại, bà ngoại đẻ ra má mình rồi má mình đẻ ra mình. Đó à, thế thì cuộc đời thì nó có có đây nó có trong một cái giai đoạn cho nên nói nó có mà không thật có. Còn nói nó không, nó cũng không thật không. Nó luân chuyển mà. Thế thì mình lại không không hiểu cái lý trung đạo đó cho nên mình chấp bên nào mình cũng khổ hết. Rồi cái thứ đó là biên kiến. Thứ ba là tà kiến. Tà kiến là cái thấy của mình tà vại, thấy của mình nó không có đúng. Thấy của mình sai lệch đi. Ví dụ như mình tin những cái cái điều mà không có đúng chân lý, ví dụ như mình tin ở cái chỗ cầu nguyện À, hôm năm nay mình đi tới đó để mình tới miếu ông thần ông thánh nào đó để mình xin xăm rồi mình cầu nguyện cúng tế để cho người ta gia hộ người ta độ trì mình thế này kia đó, cho nên những cái đó gọi là tà kiến tin mình không có chân lý nó không đúng chân lý cái gì mà tin không đúng vào chân lý thì gọi là tà kiến Bị tà nó đối với chánh mà chánh là đúng đó, tôi nói một cách nó rõ ràng vậy đó chứ tôi không có văn văn hoa gì cái thứ tư là kiến thủ kiến là mình bảo thủ cái, cái 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 ý kiến của mình cái tư tưởng của mình cái thấy biết của mình thật sự đó cái thấy biết của mình đối với cái pháp giới này nó quá nhỏ bé ngay nơi cái cái cõi của mình đang sống đây mà gọi là ta bà hay là gọi là thế giới này đó nó cũng chỉ là một cái bong bóng nó bay lơ lẫn giữa cái bầu khí quyển vũ trụ bao la này thôi pháp giới thì nó không có bờ mé đâu có ai mà chạy hết cái khắp giới đâu dạ. thế giới thì hết được thế giới à tôi ở đang thế giới quả địa cầu này tôi bay lên thế giới cung trăng tôi bay thế giới vì sao tôi bay thế giới này thế kia có nhưng mà pháp giới chưa ai bay được hết hết được vậy mà mình mình cứ mình bảo thủ mình nghĩ như vậy là đúng mình thấy như vậy là đúng mình nói như vậy là đúng cho nên tư tưởng của tôi không ai được quyền này kia cho nên cái đó là một cái tư tưởng sai lầm gọi là kiến thủ kiến Kiến. là kiến thủ kiến bảo thủ bảo thủ cái okay, cái okay, biết mình cái uh, thứ tư cái thứ năm là giới cấm thủ kiến tự mình vạch định ra mình quy định ra một cái điều một cái 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 cái, cái tư tưởng mình gò bó lấy mình rồi mình mong mọi người phải làm nghe mình. theo nghe theo mình có thể nói là độc tài hả, độc thầy? tài ví dụ như ngày xưa tôi nói thời xa xưa cổ nhân á cái những người hiểu biết ví dụ như ngày khổng phu tử ngài là cái người hiểu biết đó có trình độ thời thời bấy giờ á nhưng mà ngài lại lại đưa ra cái giới thủ kiến giới cấm thủ kiến là ví dụ như ngài đưa ra cái vấn đề mà quân sư phụ đi quân sử thần tử phụ sử tử vong cái đó là ngài tự đặt ra đặt ra mà thật sự nó không có chân lý cho nên sau này đó, mình hiểu đó là không chân lý rồi hay là ngài đưa ra cái vấn đề tam tùng một người nữ là coi như suốt đời khi mà chưa có gia đình Thì phải nghe lời cha Cha biểu cái gì Phải nghe cái đó Rồi chồng chết Phải ở vậy thờ chồng Rồi, 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 rồi chồng chết Phải nghe theo à, Có chồng thì phải sống chết Vì chồng biểu chết Là phải chết Chồng đánh đập Chửi bới Cũng không được quyền nói Rồi à, coi như con gái Mà theo chồng rồi Là phải sống chết Bên nhà chồng Rồi lại à, chồng chết Thì lại theo, nghe theo lời con Những cái đó gọi là Giới cấm thủ kiến còn riêng nhà Phật, cái giới của nhà Phật thì khác nha. Nếu nói như vậy thì các vị sẽ đặt câu hỏi à, vậy thì nếu nói vậy thì tôi nghe trong nhà Phật cũng có giới vậy. Nhưng mà cái giới của trong nhà Phật đặc biệt, thí dụ như năm giới của các vị ngoài tại tại gia đó, thật sự dầu Phật có có chế giới ra hay không chế giới gì thì vẫn bị vẫn bị phạm muốn bị tội thôi. Sở dĩ giới nhà Phật là muốn cho mình dừng đừng có làm những cái điều điều ác chứ không bắt buộc không có giới điều không có làm khổ con người mà giới nhà Phật là nhằm muốn giải tỏa những cái điều mà cái vọng tưởng cái xấu ác của con người. Thưa à, quý vị tới giờ quảng cáo rồi ha? thôi vậy thì nhờ ít thúc cho tài quảng cáo rồi tặng tặng cho các nhà doanh nghiệp được uh, quảng cáo cho làm ăn cho nó thịnh vượng rồi nói tiếu. <laughs> Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Diệu hạnh xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và kính ba thầy xin thầy tiếp tục tục chia sẻ với chúng con về giới cấm thủ kiến ạ. À. À, thì như tôi nói thì à, cái giáo lý nhà Phật hay là những cái lời dạy của Đức Phật á, nó vượt ngoài cái giới cấm thủ kiến. Để thôi quý vị là hiểu làm rồi nó nói vậy thì nghe nhà Phật cũng có giới à, thí dụ như thường thường quý vị tại gia thì là một người phật tử thì lại là năm giới rồi thí dụ như các vị vào chùa tu thì nó vượt bực lên là 10 giới rồi 250 giới như vậy thì cái giới nhà Phật là sao tại sao mà thầy đi uh, vạch trần những cái cái giới có hữu kiến của cái 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 bên ngoài thì của cái những một một số nhà tư tưởng khác thì tại sao vậy nhà Phật nghe vẫn có giới thì tôi xin thưa là cái chữ giới của nhà Phật nó khác Giới nhà Phật ấy, cái tựa là nhiếp thiện pháp giới Nhiếp thiện pháp giới là để nhiếp quá con người Cho con người làm cái điều thiện Làm cái pháp lành Chứ không phải giới nhà Phật để cấm con người là con Để con người ôm chặt cái đó mà đau khổ Thí dụ như các một cái nhà tư Một số nhà tư tưởng họ rất tài ba Họ rất tiết tuệ Nhưng mà quý vị thấy họ riết ra những cái giới Thí dụ như ngày xưa Có những người mà phụ nữ á, không chồng mà có con phải bị ném đá cho tới chết chết những bỏ cái đó là... lọc heo dìm xuống dưới vâng. sông đó thầy đó là những cái đó là là đưa cái giới đó là đưa tới cái sự đau khổ cho con người còn giới nhà Phật đâu có vậy đó thành ra tôi phân tích rõ ràng cái chữ giới của nhà Phật là nhiếp thiện pháp giới thứ hai là nhiêu ích hữu tình giới có nghĩa là làm làm đem lại một sự ít lợi đem lại một sự tăng trưởng cho loài hữu tình thí dụ như cái giới nhà Phật là giới không sát sanh đó tôi ví dụ một cái giới đó thôi thì rõ ràng đem lại cái là lợi ích cho là hữu tình bởi vì không đoạn mạng sống con con người rồi con vật lớn không giết hại thì như vậy nó đâu có quan gia trái chủ như vậy là rõ ràng cái giới này đem là cái sự nhiêu ích đó chứ mà nếu cái không giữ cái giới này đó thì cũng mang tội thôi nếu phải không chế ra thì thông thường cô ngoài đời cô giết người cô cũng phải vô tù à cho nên cái giới nhà Phật đặc biệt rằng là thời nào cái giới này nó cũng có ý nghĩa hết nó không phải là một cái sự gò bó à, tui... cho nên tại sao đạo Phật gọi là đạo tỉnh thức là như vậy đạo giác ngộ đó là những cái điều mà phiền não thì à, quý khán thính giả quý đầu sư Phật tử xem những cái điều mà tôi nói à, tuần rồi cũng như tuần này đó là về về cái phiền não đó thì coi cái mình kẹt cái chỗ nào thì mình tháo gút chỗ đó thôi dạ, chỗ đó. <laughs> bây giờ thiên thầy chỉ chúng con vài cái um cách làm để mà tháo gút chẳng hạn như mình dính vào cái tham sân si sao sư thầy thì mình phải nên tu tập như thế nào để mình tháo gút được những cái đó. Thì thí dụ như trong tham sân si thì nó có ba cái cách đối trị, thật sự ra một khi đưa ra cái điều nhìn rõ bộ mặt bộ mặt thật của cái phiền não rồi đó thì, mình đã biết thì rồi phải rồi. có cách trị nó chứ. Biết nó phải trị nó được, còn Đúng. sợ nhất là mình không biết nó thôi. Thì thí dụ trị nó giờ ví dụ tham thì đức Phật bảo chế ngự, chế ngự thôi chứ còn Ừ, để mà 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 quá dạy nó chứ không phải là đem đi giết đó nha nó có thật đâu mà giết nó <laughs> nhưng mà giờ để chế ngự cho cái tham nó đừng có đừng có khởi lên đừng có trong cái tư tưởng của mình thì đức phật dạy pháp môn là bố thí bố thí, bố thí dứt sang tham mà đó bố thí nghĩa là mình mình tập buông bỏ buông bỏ mình đừng có chấp của cải vật chất mình đừng có chấp cái của mình nữa mình tập buông bởi vì nó thật ra quý vị thấy đã rõ ràng, mình không buông sớm cũng buông muộn. <laughs> Nhưng mà buông muộn nó 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 hướng cái nghiệp. Nó nó kéo cho mình luân hồi trong cái đau khổ từng giờ từng phút. Còn mình buông sớm chừng nào thì cái tư tưởng của mình nó tự tại nó thông dong chừng đó thôi được an lạc và hạnh phúc càng sớm đó thôi. Nhưng mà mình buông đây không phải là tự nhiên tôi biểu nói vậy cái cô hỏi với khán giả hỏi tôi chứ vậy thôi thầy nói vậy tôi buộc bỏ nhà tôi tôi lấy đâu tôi ở, tôi buông xe tôi lấy đâu tôi xả không phải buông có nghĩa là mình đừng có vướng vào nó, còn mình sống tự tại với nó, nó là cái phương tiện mình vẫn sống mình vẫn ở mình vẫn cần nó chứ nhưng mình đừng có quá chấp chặt vì nó có nhiều người tôi nhớ hồi hồi thời còn chạy xe hai bánh á xe gắn máy có nhiều người mới vừa mua được chiếc xe tốt á cái lỡ chạy dấp ổ gà ổ, ổ ổ ổ cái đường hư đó gọi là cái cái tên đường mà nó có bị những cái lỗ hang đá đá sỏi ừ, đó, cái lỗ gà đó à, Dấp cái ngã xe té mà thật sự mình rúa máu trơn mỏng để ý lật đặt lo giữ chiếc xe lại coi chiếc xe cái đó cái xe có, có không sao không <laughs> nhưng không mà thật sự mình quên quên cả chính mình dạ. mà mình chỉ chấp vào cái cái sở hữu bây giờ mình tỉnh thức rồi thì thôi thì có nó mình cứ sử dụng xài Lỡ có té vẫn có trầy cũng sao bởi vì không trầy sớm nó cũng trầy muộn thôi trên đời này có cái gì tồn tại đâu cho nên cổ nhân nó hỡi các bậc hùng anh tiền tài và danh vọng Ai có thể mua được đó qua lan trong buổi héo tàn Có cái gì mà mà nó tồn tại mãi mãi đâu Mà mình mình bám níu nó hoài chứ nó cực Thế thì mình tập buông Tập buông xả Mình buông xả nhưng mà buông xả không phải là mình 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 không cần nó Mà mình sống tự tại với nó đó, Cho nên là tham thì phải bố thí Bố thí là gì? Bố thí này mình có bố thí cả vật chất lẫn tinh thần Vật chất là mình bố thí tiền bạc của cải mình giúp cho những người cơ nhở nghèo khó hơn mình. Rồi mình đã đã chẳng những mình giúp đỡ như vậy rồi đó mà mình còn tha thứ. Rồi bố thí tinh thần là cái tư tưởng của mình làm sao mà mình buông xả cho nó nhẹ nhàng đi. Mình có cuộc vô cái pháp trần nữa, pháp trần là mình cuộc vô cái những cái cái điều kiện bên ngoài nhiều quá bây giờ mình tập buông xả cũng đó là một cách bố thí đó là nói về cái bố thí, vật chất, bố thí tư tưởng của mình. Rồi trong nhà Phật còn dạy cái bố thí pháp. Bố thí pháp là thí dụ như cô không phải là cái người tu như thầy, không phải là người xuất gia trong chùa nhưng mà à, cô giữ được cái lòng cô lúc nào cũng vui tươi, cũng có lòng từ bi, cũng có lòng tha thứ, cũng có sự vui vẻ như vậy đó thì cô gặp ai cô cũng ban cho người ta nụ cười cô không nói trên đài này lúc nào cô cũng cười thì người ta nhìn thấy mình người ta có một cái sự an lạc người ta cảm thấy vui đó cũng là một cách bố thí còn cái có nhiều người không hiểu cái mặt lúc nào cũng ngồi xuống này đọc đài mà cứ mặt cứ dòm xuống cứ vọng trạng không ta thấy ta sợ ta đâu có vui phải không cái đó cũng là cái thú thí rồi cái thú thí thứ ba là vô quý thí có nghĩa là lòng mình không có sợ hãi mình không có để cho cái tư tưởng mình âu lo phiền muộn sợ hãi thì đó là cái bố thí là để diệt cái tham. Rồi bây giờ về cái sân. À, thế thì à, về cái sân là bằng cách là chúng ta nhẫn nhục. Đức Phật có dạy cái pháp môn là nhẫn nhục. Nhẫn nhục đây không phải là mình 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 nhục, mình à, mình chịu xấu hổ, Trước sự nhục mạ mà. mà nhẫn nhục để nó vượt qua những cái cái khổ của cả hai. Có khi mình không nhẫn được Thí dụ như ai chửi mình Cha cái mình chửi người ta ông nội cái Người ta kiếm như danh từ người ta chửi là mình ông sơ cái Rồi cuối cùng mình đau khổ Rồi cứ 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 chắc chồng chắc chồng chắc chồng Cho nên quán quán nó chắc chồng mà Cho nên tiền nhân biểu nhịn đi Nhịn đi nhịn đi Thì mọi việc nó ăn ổn Mà trong nhà Phật có ông à, đây, 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 Ông đại sư đây Tôi <laughs> như lạc đây Tức là Bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ lòng từ thường xả xả những điều khó xả thế gian cho nên ông đâu có sân hẳn dạ. <laughs> rồi si mê thì phải lấy trí tuệ thì cái chương trình này dài quá thì thôi giờ tới đây chắc cũng hết dài rồi hả? Thôi à, à, nếu mà hết dài thì quý à, vị nói về thứ cái thứ ba là cái, cái cũng còn vài phút nữa thưa thầy cỡ năm phút nữa, bốn <laughs> phút nữa thầy cái à, thứ ba là cái à... quý vị muốn cần tôi nói bao tham sân si thôi ha cái, cái 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 si mê á si mê xưa nay mình mờ tối là vì mình không có mình không có cái 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 tỉnh thức hàng ngày mở mắt trao tráo vậy nhưng mà thật ra tổ Phật Hoàng Trần nhân tông tổ quyền quan của phái Trúc Lâm nhân tử nói rằng là phản quan trần thế giới mà khai nhãn túy mang mang mở mắt trao tráo về phản chiếu về chứ thật sự mình mù mờ tại vì mình kẹt trong những cái 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 tham vọng đó tham vọng là hận thù như nãy tôi nói tham sân si mà vậy mà mình gọi là si mê cái si mê là tên khác của vô minh như vậy thì muốn có cái muốn diệt trừ đó phải buộc lòng chúng ta phải có trí tuệ mà trí tuệ của nhà phật á, thì không thể lấy cái trí tuệ thế gian mà so sánh được trí tuệ của nhà phật là trí tuệ vô lậu là không còn trí tuệ mà không còn lọt rớt nữa hoặc là gọi là trí tuệ giải thoát cho nên trí tuệ của nhà Phật thì thông thường không có không có dịch nghĩa mà phải dùng cái danh từ là bát nhã. Bởi vì sợ dịch ra trí tuệ thì nó trùng lập nó ta hiểu làm theo cái trí tuệ thế gian. Trí tuệ nhà Phật là mình làm sao mình cởi mở được những cái cái gút mắt trong tâm hồn mình thì lúc đó mình vén được cái màn vô minh thôi. Mà muốn vén được cái màn vô minh thì mình phải tự tại với sáu cái cảnh bên ngoài. Mà sáu cảnh mà xưa nay khi mà mình còn vô minh thì mình gọi sáu cảnh đó là trần Chứ thật sự nó là cảnh thôi Thí dụ sắc giờ tôi nhìn thấy cô Là một giữa cái tình thầy trò giữa người Phật tử với một vị thầy tu bình thường Đâu có cái chuyện gì mà lưu liếng, đâu có chuyện gì mà ái nhiễm Thế thì cô đâu phải là trần Cô là cảnh và thầy trò mình ngồi tiếp với nhau về thế thì nó là cảnh còn thí dụ như một cái người nào nhìn thấy mà có sự yêu mến, sự lưu luyến á, sự thương yêu đem về rồi nhớ thương rồi tưởng tượng cái đó nó đó. quá là trần trần <laughs> là, là bụi nó bám mà dạ, trần dạ. là bụi thế thì cái trí tuệ cho phật tự tại với cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp sáu cảnh tự tại sáu cảnh làm chủ được sáu căn làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân và ý thấy lúc đó vén màn vô minh rồi à, ừ, nó thôi, đó rõ ràng nó rõ ràng như vậy Nhưng mà làm sao mà vén được cái bức màn của mình nó thấy cũng là một khoảng thời gian thì <laughs> bây giờ phải bảo phải niệm phật phải niệm phật Hả, yeah. đó là lại cái cái đề tài mà yeah. quý vị hỏi tại sao mình niệm phật niệm phật để như nhớ nghĩ tới sự tỉnh thức Dạ. Yeah. niệm là nhớ nghĩ nhớ nghĩ nhớ nghĩ cho nên niệm niệm như long địch nhật mà mà tâm tâm thường tự quá kiều thời nhớ nghĩ nhớ nghĩ, nghĩ như canh cái cái cửa thành đừng cho giặt vô mà cái tâm mình phải nhớ quán cái tâm mình giống như đi đi qua cái cầu mà lúc mùa nước nổi cô nhớ hồi hồi ở ở quê hương Việt Nam cô nhớ cái cầu cái, cái cầu tre không cầu tre mà mùa nước nổi nó nổi phình lên về bước đi phải phải lấy cái giò nhận nó xuống mà mình không có chánh niệm á mình không có bình tĩnh á thì mình bước mình chặt cái nó lọt mình nhớ xong liền à, cho nên phải bình tĩnh thế thì người tu mình phải có chánh niệm đó thì thôi chia sẻ vậy thôi thì mong quý khán giả quan hệ cho tôi nha tại vì đối với tôi thì vui sở dĩ nói chuyện vui vậy để cho quý vị nghe quý vị thoải mái nhưng mà cũng đừng nói sao thầy tu giơ tay giơ chân quá đó. <laughs> dạ không sao <laughs> là xin thời thầy gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả tôi thì à, kính tạm biệt đến quý à, thiện hữu tri thức nhân sĩ tri thức và đồng hương phật tử cũng như tất cả quý khán giả dù có theo đạo phật hay không theo đạo phật mà mong rằng những cái tư tưởng của chúng tôi chia sẻ đó là cái chân lý cái này cũng không riêng gì của đạo phật mà đó là cái chân lý của của vũ trụ bởi vì phật giáo là kết tinh của vũ trụ thì mong rằng sẽ có dịp gặp với khán giả nữa nhưng mà đó chúng tôi luôn lúc nào cũng đi đúng con đường của phật dạy đó là hoàng dương chánh pháp nói đúng chánh pháp vậy thôi phương kính chúc các vị trong ban biên tập của đài cũng như chư tôn đức mà lập lên cái đài để tuyên truyền cái cái chân lý đạo đức đến với mọi người luôn lúc nào cũng đầy những cái phước duyên thù thắng và phục vụ cho nhân sinh cho cộng đồng và cho đồng hương Việt Nam chúng ta dạ, Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Diệu Hạnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình nếu quý vị có thắc mắc gì về đời sống tâm linh hay muốn góp ý cho chương trình xin liên lạc về chùa Điều Ngự ở số